Vâng, xin chào các bạn, và tôi đang ở sự kiện của Subaru. Một sự kiện rất hay. Và như tôi đang bắt chước các thí sinh ở trong sân. Đây là thử thách cực kỳ khó. Các thí sinh họ đã đứng 6 tiếng rồi. 6 tiếng, trong khi tôi vừa đứng 10 giây thôi. Đã mỏi như thế này rồi. Thực sự là không thể đo được đối với những thí sinh ở trong đây. Thôi, tôi chịu rồi. Đây, đây là sự kiện rất hay, thường niên của Subaru. Bạn sẽ đứng chạm vào tay vào chiếc Subaru. Và nếu như bạn là người cuối cùng chạm vào xe, chiếc xe sẽ là của bạn. Giật dễ phải không? Chạm vào xe và nó là của bạn. Thực sự là nếu chạm 5 phút thì ok, tôi chịu được. Còn nếu chạm 6 tiếng hoặc 10 tiếng thì thôi, tôi chịu thôi. Tôi đánh ra được đây, trải nghiệm những cái gì mà thực sự Subaru. Đó là khả năng off-road. Bây giờ hãy cùng tôi ra bài off-road của Subaru được tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình. Trải nghiệm ngay chiếc Forester có gì hay. Và để đảm bảo công bằng cho tất cả các bạn thí sinh, tất cả các bạn chúng ta đã cùng nhau thi đấu trong một bầu không khí. Thế nên là bạn số 14 thẳng tay lên nhắc nhở lần 1 ạ. Vâng, bất kỳ trường hợp nào làm thưa trẻ tranh cũng như phạm quy sẽ đều bị loại, để đảm bảo công bằng đến cho tất cả các thí sinh khi tham gia tại Subaru Việt Nam 2019. Và bây giờ là bài trải nghiệm có lẽ là nhiều người mong đợi nhất ở chương trình hôm nay, bài off-road. Và trước mặt tôi đây là một bài ngay đầu tiên thôi mà đã rất là khó, bài đi dốc bập bênh. Xem nào, tiến từ từ thôi. Bài này phải đi chậm nó mới khó, còn nếu mà lao có đà thì dễ quá. Đây là bài test để chúng ta test khung gầm. Theo Subaru thì khung gầm của thế hệ mới này có độ chống vặn xoắn của thân xe tốt hơn 50% so với đời cũ. 50% con số rất lớn đấy. Vậy khung gầm cứng để làm gì? Để chúng ta có thể chống vặn xoắn khi đi off-road này. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn ấy là khi mà chúng ta chạy đường thường thì khung gầm cứng nó sẽ giúp cho hệ thống treo nó có thể hấp thụ hoàn toàn cái dao động. Và như vậy xe êm ái hơn, đỡ chòng chành hơn. Và thực sự là trong bài test của team xe hay thực hiện gần đây thì đây rõ ràng là chiếc xe êm ái nhất trong phân khúc, không có gì phải bàn cãi cả. Nếu bạn không tin thì cứ đến Subaru mà trải nghiệm thực sự luôn. Forester là dòng xe thực sự mà nói xét về mặt trải nghiệm thì nó hơn hẳn CR-V, Mazda. Rồi bây giờ là bài thứ hai. Đây là cũng là một bài đó, chúng ta đặt hai bánh trước vào rulo trơn. Nếu như là xe rất động cầu trước thì rõ ràng nãy giờ nó sẽ quậy bánh và không làm gì được. Bây giờ khó hơn này, 3 bánh vào rulo trơn, chỉ có đúng một bánh thôi. Thử xem nhá. Lắc vô lăng một chút. Không được, thử xem. Phải lắc nhiều hơn. À, vậy chúng ta đó, phải chuyển qua chế độ X-Mode. Ngon nhất là quá luôn ạ. Nên nhớ đây chúng ta chỉ dùng lực bám của một bánh xe và đẩy cả chiếc xe khoảng 1 tấn 6, rất dễ dàng. Còn bây giờ là bài khó nhất này, leo dốc khoảng 30 độ và cũng chỉ có đúng một bánh xe có lực bám thôi. Đó, 3 bánh đã dẫm phải rulo rồi. Bây giờ tôi thử ga xem. Vâng, như không có chuyện gì xảy ra cả. Cái hệ thống rất là bốn bánh nó thần thánh như thế đấy các bạn ạ. Còn bây giờ hỗ trợ đổ đèo. Tôi đang không đạp chân ga, không đạp chân phanh. Xuống rất nhẹ nhàng. Hệ thống rất động bốn bánh bảo là cần thiết, rất là cần thiết với những người thường đi đường xấu. Và đây, và bài ba bài off-road chúng ta đã thấy nó hay như vậy đấy. Rất êm ái, vượt qua những bài thử thách mà rõ ràng CR-V hoặc Mazda CX-5 thì sẽ phải đứng im và dãy bánh thôi. Còn bây giờ chúng ta hãy thử test một cái phần thú vị hơn và an toàn hơn, đó là hệ thống iSight. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử một cái tính năng rất nhân văn của iSight. Đó là gì? Đó là tính năng nó sẽ kiểm soát chân ga nếu như phía trước mặt chúng ta khoảng 1,5m hoặc 2m có vật cản, ví dụ là xe phía trước hay là người đi bộ
là cái gì đó, miễn là vật cản. Thì đấy, bây giờ tôi sẽ thử trong cái tình huống mà nếu như xe không có trang bị eyesight và tôi sẽ tắt nó đi. Tôi tắt ở phía bên trên ở đây. Đó, hiện ra ở phía sau vô lăng như thế này. Sẽ tắt đi, thử vào D và thử đạp ga xem. Ôi giời, đâm mất. Nếu một chiếc xe, thực sự là nói đại đa số xe ở trên đường bây giờ không có tính năng kiểm soát chân ga ưu việt như eyesight, thì đấy, tôi sẽ diễn lại một lần nữa. Nếu như chúng ta đã tắt tính năng đó của eyesight và vào số đạp ga, đó thì trong tình huống như vậy thì chúng ta sẽ đâm sầm vào xe phía trước. Còn bây giờ thì sao? Vào P, bật lại tính năng kiểm soát chân ga. Đó, chúng ta sẽ thấy nhìn ở phía sau vô lăng nha. Ta sẽ vào D. Đó. Các bạn có thể cái tình huống này hơi nhanh, tôi sẽ diễn lại một chút. Ok, bây giờ chúng ta vào D và ví dụ như tôi không nhìn thấy xe ở phía trước. Đạp chân ga. Đấy. Đó, toàn tự động phanh. Và ở đây chúng ta sẽ thấy một hiệp biểu tượng cảnh báo là chúng ta đã lơ đánh. Tí nữa thì đâm phải đi xe phía trước thì đèn ốm thôi. Vậy đấy, một tính năng rất nhân văn của eyesight. Còn bây giờ, một tính năng còn tuyệt vời hơn nữa chúng ta sẽ thử sau. Đó là tính năng tự động phanh nếu như xe phía trước nó phanh. Chúng ta cùng thử luôn. Rồi, và đây chắc là bài test mà các bạn mong chờ nhất. Bài test tính năng chủ lực của eyesight. Đó là tính năng gì? Tự động phanh khi phía trước gặp vật cản. Có thể đấy là một con hươu, con gà, có thể là con người đi bộ, hoặc là một chiếc xe. Bây giờ hãy thử lăn bánh từ từ. Đó. Chúng ta sẽ vào bài test. Ban tổ chức đã bố trí một hình động một chiếc xe ở phía trước. Bây giờ hãy thử lăn bánh từ từ đến chiếc xe trước mặt. Và bây giờ tôi sẽ rút chân lên xem nó sẽ làm gì. Không hề có một tác động gì nhá. Ây da. Đấy. Các bạn có thấy không? Tôi không hề làm bất cứ một cái thao tác gì cả. Chiếc xe tự động phanh. Và chỉ còn cách cái xe bồ nhìn trước mặt chắc là khoảng được 30-40cm thôi. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chiếc xe đã tự động phanh được. Vậy tính năng này nó có gì hay? Ví dụ như chúng ta lơ đễnh khi đi phố, chúng ta chát chít hay làm gì đó, mải tán gẫu người bên cạnh, mà xe phía trước dừng đèn đỏ nhưng mà chúng ta không có tác động gì thì nó sẽ tự động phanh. Tôi sẽ thử lại một lần nữa nha, cho các bạn tin hoàn toàn. Ok, khoảng cách như thế này có lẽ là đủ. Vào D, ga lên một chút và nhấc cái chân lên xem nào. Phải gọi là trăm lần như một. Tính năng này rất hay của Subaru, bởi vì nó sẽ là một cái lưới an toàn cuối cùng để tránh những cái va chạm không cần thiết. Theo tài liệu của hãng thì nếu mà phía trước là một mục tiêu đứng im, không di chuyển, thì cái tốc độ tối đa mà hệ thống này hoạt động một cách hiệu quả nhất là 35 km/h. Mà nếu là hai vật di chuyển, ví dụ là hai xe di chuyển trên cao tốc chẳng hạn, thì cái tốc độ tối đa mà chiếc xe này, hệ thống eyesight có thể hoạt động một cách hoàn hảo là sự chênh lệch tốc độ giữa hai xe dưới 50 km/h thì nó sẽ hoạt động hiệu quả nhất. Dưới 50 km/h đó là một cái giới hạn mà theo tôi có lẽ là rất an toàn rồi, bởi vì ví dụ chúng ta đi cao tốc 100 km/h, xe phía trước phanh chết, chúng ta không kịp phản ứng thì chiếc xe này nó sẽ vẫn có thể cứu cho chúng ta. Thứ nhất là tránh va chạm hoàn toàn hoặc là giảm nhẹ va chạm. Bây giờ nữa, thử nốt một lần cuối để xem. Quá tam ba vận mà. Bây giờ thậm chí là tôi không giữ vô lăng, chân thì nhấc lên. Thôi thì hai tay bịt mắt đi cho nó gay cấn nhở. Đừng đâm, đừng. Bảo rồi mà, trăm lần như một, không phải tác động bất cứ một cái gì khác. Đó, một chiếc xe an toàn nó phải hoạt động với cái tỷ lệ 100% như thế. Còn bây giờ còn cái gì hay ho của eyesight không nhỉ? Đó là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Thích ứng là như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ thử luôn. Vậy sau 3 lần test thì tôi đã thấy một cái dấu hiệu nhỏ nhỏ ở đây. Eyesight vạch chéo. Tức là gì? Tức là khi eyesight đã cứu nguy 3 lần ấy, thì hệ thống nó sẽ tự động tắt trong lần khởi động máy này. Như thế để làm gì? Để chúng ta không bị quá lệ thuộc vào hệ thống và nó biết rằng người lái này vẫn đang có khả năng
điều khiển trên xe, chứ không phải là hoàn toàn mất khả năng điều khiển. Nếu muốn kích hoạt lại eyesight thì dễ thôi. Chúng ta tắt máy đi và bật máy lên. Đó, và eyesight sẽ tự động được kích hoạt như ban đầu. Rất dễ dàng và rất an toàn. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng thử nghiệm tính năng thú vị cuối cùng của eyesight. Đó là Adaptive Cruise Control, tức là ga tự động và thích ứng. Bây giờ tôi thử xem. Tối thiểu là 30 cây mới có thể cài được Cruise Control trên chiếc xe này. Giờ đang là 40 cây một giờ. Đó, chúng ta đã bắt được cái xe phía trước. À, xe mồi đang đi khá là nhanh. Thử giảm khoảng cách tối thiểu giữa hai xe thử xem. Mỗi lần chúng ta bấm nốt như thế này ấy, thì sẽ tùy theo tốc độ mà xe đang đi, và khoảng cách tối thiểu là khoảng từ 15m cho đến 60m. Nếu mà tốc độ dưới 70 cây một giờ thì khoảng cách tối đa mà có thể xét đó là 30 cây một giờ. Và đấy, như các bạn có thể thấy, xe có thể tự động dừng lại khi xe phía trước dừng. Và bây giờ chúng ta có hai phương án. Một là ấn nút Rest ở trên vô lăng, chiếc xe sẽ tự động đi và trở lại cái tốc độ mà chúng ta đã thiết lập. Hoặc là chúng ta có thể bấm chân ga. Cả hai cách đều tiện như nhau thôi. Đó, lại tự dừng. Tôi đang không tác động vào chân ga và chân phanh. Bây giờ thử ấn Rest Fast. Đó, rất thoải mái. Đặc biệt là với những cái con cao tốc mà thường xuyên có cái lưu lượng giao thông cao như đại lộ Thăng Long ở Hà Nội, thì việc chúng ta có thể tự động dừng xe và trở lại cái tốc độ cài đặt nó tiện biết bao nhiêu. Bây giờ ta hãy thử đo khoảng cách tối đa mà có thể chạy Cruise Control Adaptive. Khoảng cách giữa hai xe bây giờ đang khoảng 30m. Giảm tối đa đi. Đó, có thể thấy ở rất xa thôi mà khi xe Forester phía trước dừng, chiếc xe đã dừng rất mượt mà. Và theo đánh giá của tôi thì mượt hơn hệ thống của những cái xe cũng được trang bị Adaptive. Hệ thống của eyesight mượt hơn, và so sánh đơn cử nhất là mượt hơn hệ thống của Volvo trên chiếc XC60 mà chúng ta đã từng trải nghiệm. Rất nhẹ nhàng. Và lúc mà chúng ta dừng như thế thì động cơ khởi động lại rất khẽ, rất nhẹ. Và đấy, như vậy, ba tính năng rất độc đáo của Subaru trong gói công nghệ an toàn eyesight. Như vậy chúng ta có gì? Chúng ta có khả năng tự động phanh khi xe phía trước phanh, và phanh về không nhé, và phanh khẩn cấp khi chúng ta không có tác động gì, và kiểm soát chân ga khi trong trường hợp đứng im. Như vậy có thể nói trong cái phân khúc xe gầm cao trên dưới hơn 1 tỷ thì chỉ có Subaru là chiếc xe được trang bị đầy đủ những cái tính năng an toàn chủ động như vậy bằng gói eyesight. Những mẫu xe Nhật khác thì không được trang bị đầy đủ bằng. Và những mẫu xe được trang bị, ví dụ như Ford Everest, thì cái cách nó hoạt động nó không mượt mà trơn tru như Subaru. Đây là cái hay của eyesight, nó hỗ trợ chúng ta và nó làm một cách rất là mượt mà, không gây cái sự khó chịu. Như vậy đấy, thì ngoài những cái nâng cấp về mặt cơ khí, ngoài động cơ boxer, ngoài hệ thống dẫn động bốn bánh đối xứng toàn thời gian, thì eyesight đó là một cái điểm cộng rất lớn của Subaru. Và tôi tin với cái mức giá của phiên bản Forester nhập Thái này, khoảng 1,2 tỷ đồng, thì thực sự thì vẫn đắt hơn CX-5, vẫn đắt hơn CR-V. Nhưng mà cái khoảng cách giá khoảng 100 triệu đấy hoàn toàn xứng đáng đối với những gì tôi trải nghiệm được. Các bạn đừng quên ấn nút subscribe để tiếp tục theo dõi những video của xe hay. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.